Thưa quý vị và các bạn, công trình thủy lợi Thảo Long có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt, phục vụ nước sản xuất và dân sinh cho vùng hạ du. Qua 15 năm vận hành, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số hạng mục cần sớm đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn, nhất là trước khi mùa mưa bão đến. Phản ánh của phóng viên thời sự. Công trình thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long là công trình kết hợp giữa cầu giao thông với đập ngăn mặn, có chiều dài hơn 500 mét. Công trình này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc giải quyết bài toán xâm nhập mặn trên hệ thống sông Hương, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất và dân sinh cho vùng hạ du ven sông Hương. Qua 15 năm khai thác sử dụng, hiện công trình hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều bộ phận bị nước mặn ăn mòn, rỉ sét, thủng lỗ trên cửa van. Công trình gồm 15 cửa, nhưng hiện nay chỉ có 5 cửa vận hành đảm bảo an toàn. Một số cái hệ thống công trình giống như hệ thống mạng thì đã bị hỏng, thì rất là vất vả trong cái quá trình vận hành điều tiết. Cụ thể thì anh em phải vận hành trực tiếp, rồi cả cái hệ thống cửa, thì cả cái răng cửa là hiện tại là nó đang bị hỏng, thì lượng nước thất thoát là nhiều. Thì trong quá trình giữ nước, anh em là phải điều tiết thường xuyên. Do công trình Thảo Long là trước đây nó được đầu tư là khá lâu. Qua đó thì các thiết bị, nhất là cái vật liệu là làm bằng sắt, cho nên là nó bị bào mòn và nó hư hại qua cái môi trường nước mặn. Thứ hai là cái hệ thống điều khiển tự động S7300 của cái hệ thống Thảo Long này nó được đầu tư rất là lâu rồi. Hiện nay thì các cái trang thiết bị nó hư hỏng và muốn sửa chữa nâng cấp là phải đặt từ nước ngoài về. Cho nên là cái khó khăn trong cái công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống trang thiết bị này. Được biết hàng năm, ngân sách cấp cho đơn vị quản lý vận hành đập Thảo Long tròn gói là 1 tỷ đồng, bao gồm việc trả lương cho 15 công nhân của trạm, nên kinh phí dành cho duy tu bảo dưỡng công trình rất hạn chế. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã nhiều lần kiểm tra thực tế và đã có chủ trương đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Tuy nhiên, để chủ trương này được hiện thực hóa thì còn quá nhiều thủ tục. Trong lúc đó, công trình lại tiếp tục xuống cấp. Sắp tới thì công ty cũng sẽ kiến nghị với chủ đầu tư bao lì dự án là sẽ tiếp tục để nâng cấp sửa chữa bằng cách là thay thế vật liệu sắt qua vật liệu thép không rỉ su 304. Thứ hai là đầu tư lại cái hệ thống hiện đại hóa, cái hệ thống quản lý vận hành theo cái quy định nghị định 14, trong đó thì các hệ thống điều khiển tự động là được cập nhật theo cái thời điểm mới nhất, hệ thống tự động để hiện đại hóa cái quá trình quản lý và sử dụng. Hiện các cơ quan liên quan đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hai phương án đầu tư nâng cấp đập ngăn mặn Thảo Long để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó phương án 1 ưu tiên thay mới một số cửa van bị hư hỏng nặng và xử lý một số dầm đáy bị thẩm mặn với tổng kinh phí 200 tỷ đồng. Phương án 2, thay mới toàn bộ cửa van bị hư hỏng và xử lý các dầm đáy bị thấm với tổng kinh phí 400 tỷ đồng.